shop bây giờ tập trung lên tên hết đi. Con cứ ra con lên tên sân khấu hết. Con cứ đi ra tập trung lên tên đó hết. Chưa con được sạch chưa. Chưa, không có đứng đây đâu, chưa con sạch. Chúa chúng con
cho chúng con của ăn phần hồn, và giờ đây xin Ngài chúc lành cho của ăn phần xác của chúng con nhân ngày chúng con cùng nhau mừng lễ Thánh của Mẹ của Hội các bà mẹ Công giáo Thánh Monica. Xin cho mỗi người chúng con muốn học theo gương sáng của Thánh của Mẹ luôn chu toàn cả bổn phận mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng con trong đời sống gia đình, để nhờ đó chúng con cũng đưa gia đình chúng con trở thành những gia đình thánh gia lòng Ngài thầm mong ước. Và giờ đây xin Ngài chúc lành cho của ăn chúng con sắp thánh nhân, và xin hương trận công bồi hồng cho những ai đã chuẩn bị bữa ăn này cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vâng, chúc mọi người ăn ngon vui ạ. Dạ, bây giờ con cảm ơn cha. Bây giờ như vậy này, khi nào tới phiên mình bảo người tới hướng dẫn mình đi lấy thức ăn rồi mình nhận đi nhá. Người ăn đây chuẩn bị. Xin quý vị cứ ngồi tại chỗ đi, khi nào có bạn có chị em tới mời mình đi lấy rồi mình nhận đi, để trong là những cái dây chờ mọi chân.
Yeah.
Có ý nghĩa là
Dạ xin quý vị mình nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha, để mình còn nghe trên này những các đoàn người ta có những lời chúc mừng rất là hay, và nhiều khi mình nói chuyện nhiều quá rồi không có nghe được những cái lời mà các đoàn người ta chúc mừng. Dạ xin cảm ơn ạ. Amen.
vì vậy chúng tôi xin hiến tặng các bà mẹ tình hòa bình. Chia sẻ niềm vui với nhau mà mỗi tháng thì cha cầu nguyện cho mình có thể không đi chia.
kính chúc các bà mẹ luôn vui tươi hạnh phúc và được nhiều sức khỏe. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu thánh Monica ban nhiều ơn đức ơn lành và sự bình an cho tất cả các hội viên. Xin chúc mừng. Điều dân hôm nay đã hát một cái bài về mẹ. Chị thấy cái này rất nước mắt mà các em hát rất là hay. Không biết là sang năm rồi chị có được như vậy nữa hay không, thì em cái cầu mong làm sao cho ca đoàn chúng em chống lớn và hát thank you.
chú Karen và gia đình. Tại vì các cháu và xã mới rất là mệt. Tại vì sáng nay là phải đi hát lễ. Hát lễ là các đoàn phụ trách hát lễ bữa nay mà phải lên lo cái âm thanh cho các bà mẹ, cho nên phải thức dậy sớm và rất là vất vả. Xin đại diện cho hội các bà mẹ cảm ơn cháu rất là nhiều và xin Chúa chúc lành cho cháu và gia đình được nhiều hồng ân của Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah, today is my actual birthday. Thank you everyone for doing the surprise weekend to me. Cảm ơn mọi người đã có cái sinh nhật và cái bánh cũng có một ngày vui và hát nhạc sinh nhật. Cảm ơn mọi người đã nhận được nha. Dạ bây giờ hôm nay cũng đặc biệt nữa, tự nhiên chị em nổi hứng. Hồi nãy là các chị em trẻ, bây giờ con hai bà cô 70, 80 sẽ hát bài Cô Gái Việt. Xin mời chị lên đây hát cùng với mình bài Cô Gái Việt. Đây là toàn là U70 trở lên không đấy ạ? Lời sông núi vượt qua vân trời, tổ
thần ngân thương cho con gánh mẹ đâu nó ở lòng mẹ đã gánh con về trường ngày xưa mẹ vẫn hà ơi con xin gánh lại những lời mẹ xưa đường đường xương gió thịt vì con hạnh phúc chẳng từ xa cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng đường ngày đang tiến về chớ con gánh cả đôi vai thân cầu lạnh lùi giấc mai mai gần mẹ già là dắt ra cây lỡ yêu đã rồi hồi này gánh giờ mẹ thank you.
mẹ con khóc với tôi những lúc tôi buồn, niềm với tôi ngày nắng tôi hờn, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn cả cuộc đời cũng mẹ là mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, thế tôi đau mẹ gấp trăm lần lúc tôi cần mẹ bên tôi lớn không rồi vẫn còn chăm nuôi. Mẹ ơi con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày, lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tình ai. Mẹ ơi bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau anh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Giống ơi, lòng mẹ vậy Giống ơi. Mình quay nghệ sĩ chính mẹ chứ.